Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Bí Ẩn Tâm Linh. Kính thưa quý vị và các bạn, những lời tiên tri ứng nghiệm cho thấy tất cả kiếp nạn đều đã được an bài. Người xưa thường tin vào thuyết định mệnh, cho rằng mỗi người đều có số mệnh, thậm chí mỗi xã hội cũng có định số. Từ đó, cổ nhân quan niệm các tai họa như thiên tai, động đất, dịch bệnh, vân vân đều không phải là ngẫu nhiên, mà sớm đã được an bài bởi trời cao. Thực tế, trên thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp về những người có công năng đặc dị. Trong đó, có một loại công năng gọi là túc mệnh thông, tức là khả năng nhìn thấy những sự việc xảy ra trong quá khứ và tương lai, hay còn gọi là khả năng tiên tri. Đối với người có công năng túc mệnh thông, ở mức độ thấp, họ có thể nhìn thấy họa phúc trong cuộc đời của một người. Cao hơn thì có thể nhìn thấy quy luật thịnh suy của xã hội, thậm chí có thể thấy được kiếp nạn xảy ra trên phạm vi thế giới. Và tiếp theo đây là điều minh chứng cho cái gọi là công năng túc mệnh thông ấy là đứa bé Tây Vực nhìn thấy những người bị đeo gông. Theo ghi chép của học giả Hòa Ban Nghịch đời nhà Thanh, vào năm Canh Tuất thời vua Ung Chính, trước ngày kinh thành xảy ra động đất một hôm, có hai cha con người Tây Vực đến một quán trà. Đứa bé chỉ mới độ 3-4 tuổi. Vừa mới đến trước cửa quán, đứa bé bỗng ôm lấy cổ cha, òa khóc không chịu vào. Người cha nghĩ con mình sợ quán đông người nên đổi nơi khác vắng hơn, nhưng đổi qua bao nhiêu quán mà đứa bé vẫn khóc mãi. Thậm chí trên đường đi nó cũng khóc. Người cha cảm thấy kỳ quặc hỏi, bình thường con rất thích ngồi quán trà ăn kẹo, sao lại như thế? Đứa bé đáp, người bán trà và người uống trà trong quán đều có đeo gông ở cổ. Con thấy sợ quá nên không muốn vào. Cả người đang đi lại trên đường cũng có rất nhiều người đang đeo gông trên cổ. Người cha cho rằng trẻ con nói lung tung nên bật cười. Trên đường về nhà, hai cha con gặp một người quen. Người cha mang chuyện kỳ lạ của con mình kể cho người quen nghe. Người ấy cũng cười khành khạch nói đứa bé sao mà khéo tưởng tượng. Tới khi người quen đi rồi, đứa bé mới nói, cha ơi, vì sao mà cả ông đó cũng đeo gông nữa? Người cha không để tâm. Khi về nhà, đứa bé lại nói với cha cả hai người anh họ của mình cũng bị đeo gông. Không hiểu sao mà hôm nay lại nhiều người đeo gông như thế. Ngày hôm sau, trận động đất lớn xảy ra, nhà cửa bị đổ, không sao đếm hết. Tất cả những quán mà đứa bé không chịu vào đều bị sập hết. Người bên trong không ai may mắn thoát nạn. Hai người anh họ của đứa bé cũng bị tường đổ đè chết. Sau này người cha đi tìm hỏi thăm người quen gặp trên đường hôm nọ, mới hay ông ấy cũng bị nhà sập chôn vùi. Khi chép lại chuyện này, học giả Hòa Ban Nghịch cảm khái rằng kiếp nạn xảy ra đều có an bài sẵn. Thường một số trẻ con do có tâm hồn trong sáng nên có thể thấy trước được. Cụ bà biết trước trận động đất xảy ra ở Đường Sơn. Vào năm 1976, một trận động đất rất lớn đã xảy ra ở thành phố Đường Sơn, Trung Quốc, làm 242.769 người chết và 164.851 người bị thương. Trước trận động đất ấy vài giờ, một cụ bà 70 tuổi đã đoán trước được. Cụ bà rất sợ hãi nên vội tìm đến nhà một vị bí thư đảng và nói, sẽ có một điều rất khủng khiếp sắp xảy ra. Mặt đất sẽ sụp xuống khiến vô số người chết. Ông và gia đình không nên ở lại trong nhà nữa, phải rời khỏi đây ngay trong đêm nay mới kịp. Vị bí thư đảng vốn tiếp nhận tư tưởng duy vật và vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất sâu nên tất nhiên không mảy may tin điều đó. Ông lớn tiếng nói, sao bà có thể nói năng ngu ngốc như vậy? Đây là mê tín, bà sẽ gặp rắc rối nếu để người ta nghe những lời này. Cụ bà vẫn không sợ, cố gắng thuyết phục vị bí thư rất nhiều lần nhưng vẫn không hiệu quả. Rất nản lòng cụ nói, tôi đã sống đến từng tuổi này, suốt đời tôi chưa từng nói dối ai. Một khi thảm họa đến thì không ai tránh được, xin ông hãy tin tôi lần này. Nếu chần chừ đến sáng mai thì hối hận cũng quá muộn rồi. Mặc dù vẫn không tin nhưng cảm động trước sự chân thành của cụ bà, vị bí thư rốt cuộc đã đồng ý đưa gia đình rời khỏi vào đêm đó. Cụ bà cũng tiếp tục thuyết phục thêm một viên chức địa phương khác đưa gia đình rời đi. Những người còn lại đều không nghe theo. Mời sáng hôm sau quả nhiên có động đất lớn. Cả làng chỉ có gia đình cụ bà và hai viên chức này không có người bị thương. Sau sự việc ấy, vị bí thư đảng và các viên chức trong làng đều kính phục cụ bà, xem cụ như một vị thần. Tuy nhiên, khi điều này lan truyền ra ngoài, giới cao cấp của đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng cụ bà truyền bá mê tín và âm mưu chiếm quyền quan chức địa phương nên đã bắt cụ vào tù. Dù là vậy, công năng túc mệnh thông ấy trước trận động đất và lòng từ bi đi tới từng nhà nhắc nhở mọi người tránh nạn của cụ bà vẫn không thể bị xóa nhòa. Đến ngày nay vẫn còn nhiều người ở địa phương ghi nhớ câu chuyện này. Công năng túc mệnh thông cho thấy kiếp nạn đã được an bài. Theo các tín ngưỡng và tâm linh, công năng túc mệnh thông vốn không phải là điều gì quá cao siêu bí ẩn, mà nó vốn là bản năng của thân thể con người, ai cũng có thể sở hữu. Tuy nhiên, vì người ta càng ngày càng mê mờ trong thế giới hiện thực, càng ngày càng chìm đắm trong chấp trước và dục vọng, vì quá xem trọng lợi ích vật chất nên các bản năng này dần dần bị mất đi. Theo giới tu luyện, muốn xuất hiện công năng trở lại thì người ta chỉ có một cách, đó là không ngừng tu dưỡng đạo đức, đề cao tâm linh của bản thân, xóa bỏ đi những chấp trước vào danh lợi và thất tình lục dục. Công năng không phải là thứ có thể truy cầu, càng muốn có thì càng không thể có. Chỉ khi thật sự buông bỏ những tâm lý tự tư và ham muốn vật chất thì mới đạt được. Tuy nhiên, có những người không thông qua tu luyện mà vẫn có thể xuất hiện công năng. Đó chính là hai trường hợp trong câu chuyện trên. Trẻ con hồn nhiên trong sáng chưa bị ô nhiễm bởi thùng thuốc nhuộm xã hội, không có chấp trước và dục vọng. Còn người già thường có thể giữ vững tâm linh của mình, vì tuổi cao nên đã những cái sân si và tranh đấu thời trẻ đều đã dần buông bỏ theo năm tháng. Hai đối tượng này thường xuất hiện công năng. Công năng túc mệnh thông còn chỉ ra cho chúng ta biết một điều, đó là mọi việc trên đời đều có định số, tất cả đã được an bài nên mới có người nhìn trước được những kiếp nạn nhân loại, bao gồm động đất, sóng thần, chiến tranh, dịch bệnh cho đến các thiên tai nhân họa khác, cũng đều được trời cao sắp đặt sẵn. Một ví dụ rõ ràng nhất chính là cậu bé chiêm tinh người Ấn Độ. Vào tháng 8, 2019, cậu đã đăng một đoạn video nói rằng từ tháng 11, 2019 đến tháng 4, 2020, toàn thế giới sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dịch bệnh nặng nề trên diện rộng và Trung Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Những lời này hoàn toàn trùng khớp với sự bùng phát của đại dịch viêm phổi Vũ Hán và virus corona. Vào tháng 11 năm 2020, Anand đã dự đoán rằng năm 2021 sẽ bùng phát đợt dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp theo, có thể dẫn đến khủng hoảng về kinh tế. Dù vaccine phòng bệnh sẽ xuất hiện nhưng cũng phát sinh vấn đề khiến vaccine không mang lại hiệu quả như mong muốn. Điều này như đã ám chỉ trước về các biến thể ngày càng phức tạp và nguy hiểm của chủng virus corona. Sự chuẩn xác của các lời tiên tri trên cũng là bằng chứng cho mọi việc tai kiếp đều đã được định sẵn. Vì sao trời cao lại tạo ra kiếp nạn cho nhân loại? Trong tôn giáo và những người có tín ngưỡng đều cho rằng đó là do con người sống trên thế gian càng ngày càng tự tư, tự lợi, càng ngày càng trượt dốc đạo đức, vì danh vì lợi mà tranh đấu hại người. Khi được nhắc nhở về những đạo lý như nhân quả báo ứng thì chẳng những không tin mà còn cười nhạo bác bỏ cả thần Phật. Bởi thế, khi nghiệp lực của một vùng đất quá lớn rồi thì nơi đó sẽ phát sinh kiếp nạn. Cũng chỉ có cách quay đầu hối lỗi, thành tâm hướng thiện, mong được sửa chữa sai lầm thì mới có thể bình an vượt qua đại nạn mà thôi. Cậu bé Ấn Độ Anand cũng chỉ rõ trong tiên đoán của mình rằng để vượt qua đại dịch, con người cần tránh làm điều ác, tin tưởng vào thần Phật và điều thiện, cố gắng bảo hộ thiên nhiên và các sinh mệnh khác trên trái đất. Giống như vị bí thư đảng trong câu chuyện trên, tuy rằng ông vẫn không tin lời cụ bà và cho đó là điều mê tín, nhưng sự chân thành và lương thiện của cụ bà đã khiến ông cảm động mà làm theo. Điều này cho thấy rằng lương tri của ông không mất, chẳng qua là bị hiện thực nhất thời che lấp mà thôi, do lựa chọn sáng suốt ở phút cuối cùng mà ông và gia đình đã thoát được kiếp nạn. Thiên cơ Cao Đài giáo và Phật giáo Hòa Hảo. Cao Đài giáo tiên tri chỉ chiến thứ ba tận thế. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài giáo đạo Nam Phương, hỷ chư môn đệ, chư ái nữ, chư chúng sanh. Chư chúng sanh nghe, đạo trời khai ba lượt nguồn thánh độ muôn người. Thình lòng để bước vào nẻo thẳng đường ngay, mà kiếm cho thấu đáo mối quyền di tạo hóa đã sắp bài độ dẫn, nhường gọi ơn huệ cho sanh linh đương mũi hảo quân này. Ai là khách hữu phần, ai là người vô quả tánh thiên liêng, đạo gì công lý mà ra tay tế độ. Vớt kẻ giữa bến trần, khá biết thời thế lần vào nương dựa bóng thái dương. Để bước vào con đường minh huệ, tìm suối lặng non thần, rửa chút bẩn nhơ đã vì phong trào mê muội mà cam chịu lấp kính gót trần. Ta vì lấy đức háo xanh, mượn giọt từ bi hội tam giáo mà rưới khắp càn khôn, để đổ rước những bậc chí thánh đọa trần trước kỳ thiên điều hành phạt. Họa Âu tai Á sẽ vì nơi thiên thơ mà sát phạt, gieo sầu để thảm cho những giống dân nào đã vì hung bạo mà gây nên đều tháng oán khắp cả càn khôn này. Ai mau bước đặng gặp mối chánh dẫn truyền mà lần lập công chiết quả, để lánh cả muôn điều phiền não về sau. Chúng sanh khá biết cho. Trích trong Thánh ngôn hiệp tiện của Cao Đài Đàn Cơ ngày 19 tháng Giêng năm Đinh Mão. Phật giáo Hòa Hảo tiên tri thế chiến thứ ba tận thế. Nghĩ việc đời xưa gẫm việc nay, ai người chi kỷ ai là ai. Tái sanh chọn lựa trang hiền thảo, thức tỉnh tâm trung sẽ giảng mài mới đẹp đẹp tiên gia. Tông tổ thơm tho phước hải hà, tịch mịch quyền sâu ai hiểu đặng. Ắt là thấu tích sĩ cuồng ca nẻo đạo trốn quyền thâm. Nghĩ việc xa xa ruột tím bầm, đau đớn cho đời ôi thảm họa. Mạch sầu có miệng lại giường câm khó nói còn e. Thiện tính thờ ơ nổi rụt rè, tiếng động bên tường nghe văng vẳng. Sức hèn như cháu chống ngàn xe muốn nghiến cháu còn bay. Nước túng tìm phương chống kẻ tài, rốt cuộc tương lai do quyết định. Phương trời xa thẳm nắm quyền oai thế hệ cực ta mang. Luôn chuyển nhân sanh lắm cuộc nàng, ai hỡi dân lành ta sẽ đợi. Đạo người sửa trọn dứt lầm than khối lửa với binh đao. Âu Á lung tung nhuộm máu đào, bá tánh say sưa mùi phú quý. Sau này sẽ dính cảnh đồ lao. Lời bình cơ Cao Đài giáo viết Họa Âu tai Á sẽ vì nơi thiên thơ mà sát phạt, gieo sầu để thảm cho những giống dân nào đã vì hung bạo mà gây nên điều án khoáng khắp cả càn khôn này. Và cơ Phật giáo Hòa Hảo viết lầm than khối lửa với binh đao. Âu Á lung tung nhuộm máu đào. Cao Đài so sánh với Cao Đài giáo viết Họa Âu tai Á sẽ vì nơi thiên thơ mà sát phạt, và Phật giáo Hòa Hảo viết lầm than khối lửa với binh đao. Âu Á lung tung nhuộm máu đào. Cả hai nguồn sấm đều tiên tri thế chiến thứ ba tận thế khởi từ Âu Châu rồi sau đó lan sang Á Châu. Phải chăng ám chỉ khối lửa khởi từ Đông Âu Urena năm Nhâm Dần 2022, sau đó khối lửa lan sang Á Châu, Biển Đông, Thái Bình Dương và chiến tranh chấm dứt vào năm Kỷ Dậu, năm 2029, khi Phật Di Lặc ra đời kịp thời cứu an nhân loại khỏi nạn diệt vong. Cơ thâm thì họa diệt thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo.